Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa anh chị em, cùng nhau quy tụ cử hành thánh lễ Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng chính là thánh lễ khép lại mùa phục sinh. Với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống bắt đầu khai mở đời sống của giáo hội. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giáo hội bắt đầu lên đường loan báo sự phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta nài xin Chúa qua ơn Chúa Thánh Thần cho mỗi người chúng ta, để Ngài canh tân đời sống của chúng ta, Ngài canh tân bộ mặt địa cầu, và đặc biệt trong khung cảnh của thế giới hôm nay, xin Ngài chữa lành thế giới và cho chúng ta được luôn luôn được Ngài che chở phù trì gìn giữ, đặc biệt trong cơn đại dịch hôm nay. Với tâm tình đó, chúng ta phó dâng cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần luôn luôn che chở, nâng đỡ, gìn giữ tất cả mọi người chúng ta. Tôi cũng dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho anh chị em, và xin Chúa Thánh Thần luôn luôn nâng đỡ anh chị em trong mọi công việc chúng ta làm. Chúng ta cũng hợp ý với anh chị em chúng ta trong thánh lễ hôm nay, tạ ơn Ba Đấng, xin ơn bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn Giuse mới qua đời Anna dỗ 27 năm và các linh hồn Giuse, Domenico, Maria, Anna, Margarita, Alfonso, linh hồn ngoại đạo ông bà tổ tiên và cho các linh hồn nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để Chúa Thánh Thần cho chúng con thấu hiểu giáo huấn của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, xin ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng con để Ngài canh tân bộ mặt thế giới và thay đổi lòng dạ con người hôm nay. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin ban tràn đầy ơn Thánh Thần Chúa cho Hội Thánh, để Hội Thánh tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa ở trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con đứng Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Hội Thánh ngay từ buổi sơ khai và ra sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp vùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chích sách tông đồ công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến,
lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galileo, nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Liby, cận Cyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, là người Greta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần, có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là đấng làm mọi sự trong người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích, cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy.
vì trưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm lên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một thánh thần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến, đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khất cho hiền lương của tâm hồn, là đấng ngọt ngào dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong căn lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa phù trợ, trong con người còn chi thân khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khát, và chưa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bay nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Amen. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nói đến Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhiều khi có thể chúng ta nói: "Nhưng mà Ngài là thai như thế nào?" Nhiều khi cứ nói, nhiều khi cũng nó có thể bâng quơ nữa, nó mơ mơ nữa. Hôm nay tôi xin phép chia sẻ một đặc tính cụ thể rõ ràng về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm sao chúng ta biết được? Chúng ta cứ thấy công trình thì chúng ta biết tác giả. Anh chị em nhiều khi có những cái tác phẩm, ta nói một bức bích họa đi, hay ta nói bây giờ anh chị em đơn giản, cái nhà thờ của chúng ta đây này, chúng ta đang thừa hưởng cái nhà thờ này là một tác phẩm về kiến trúc đó. Chúng ta chắc chắn là phải có người xây, không thể tự dưng không có được. Thế thì nhiều khi chúng ta không biết tác giả là ai, chúng ta thừa hưởng cái tác phẩm đó, chúng ta thừa hưởng cái nhà thờ này, rồi chúng ta thừa hưởng vậy thôi. Thế thì nói như vậy cho dễ hiểu, mọi tác phẩm
đều phải có tác giả. Mà tác phẩm càng kiệt xuất bao nhiêu thì tác giả càng là con người danh tiếng bấy nhiêu. Vậy làm sao biết Chúa Thánh Thần? Chúng ta muốn biết Chúa Thánh Thần, chúng ta nhìn tác phẩm của Ngài. Tác phẩm của Chúa Thánh Thần là gì? Là hội thánh, là chúng ta. Hội thánh là tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Và vì thế chúng ta muốn biết Chúa Thánh Thần, chúng ta cứ nhìn tác phẩm là hội thánh, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Thánh Thần tuyệt vời thế nào. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện đến đứng giữa các thánh tông đồ. Ngài nói với thánh tông đồ: như cha đã sai thầy, thầy đến ở trần gian này là do Chúa cha sai. Bây giờ thì làm sao? Các con sẽ tiếp tục công việc của thầy, thì thầy cũng sai các con. Như vậy thì trước hết, cái việc của Chúa Giêsu làm là do Chúa Giêsu, là Chúa cha sai đến trần gian. Và khi Ngài hoàn tất điều Chúa cha muốn, Ngài trao cái công việc của Ngài tiếp tục cho hội thánh. Vậy thầy cũng sai các con. Mà bây giờ sai các con thì làm sao? Đây, để các con có thể làm được việc của thầy, hổi hơi ban Chúa Thánh Thần. Các con hãy nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu thổi hơi trên các thánh tông đồ để Ngài ban Chúa Thánh Thần. Để có Chúa Thánh Thần, các thánh tông đồ mới có thể tiếp tục công trình của Chúa được. Không có Chúa Thánh Thần, làm sao tiếp tục công trình của Chúa được? Thế thì tiếp tục công trình làm sao? Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nói thế này: có nhiều thứ công việc trong hội thánh, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều chi thể khác nhau, nhưng chỉ có một thân thể thôi mà thôi. Tất cả chúng ta khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần mà thôi. Tác phẩm của Chúa Thánh Thần là hội thánh, và mỗi chúng ta là những nét đặc bạc đặc biệt, độc đáo. Trong hội thánh, chúng ta đang vẽ lên tác phẩm của giáo hội bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tôi đơn cử, tôi là linh mục, tôi có ơn gọi riêng của tôi cũng là một phần do Chúa Thánh Thần tác động. Anh chị em mỗi một người có cái trách nhiệm của mình khác nhau, là công việc của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thấy ông Thánh Phaolô ông nói: có những người có ơn ngôn ngữ, có những người có ơn chữa bệnh, có những người có ơn chỉ bảo, có những người có ơn đi loan báo tin mừng. Tất cả chỉ một Thánh Thần. Anh chị em thấy có cái cơ quan nào mà nó đa dạng, phong phú như hội thánh? Anh chị em thấy có cái chỗ nào mà phong phú, mà muôn dân nước đều tuyên xưng một Chúa, ngôn ngữ khác nhau nhưng mà tuyên xưng một Chúa? Trên thế giới này không có tác phẩm nào tuyệt vời bằng hội thánh, vì hội thánh hiện diện khắp mọi nơi. Và anh chị em biết, trong cái không sách công vụ tông đồ chúng ta vừa nghe, thế thì khi các thánh tông đồ nhận ơn Chúa Thánh Thần, ngọn lửa xuống, rồi chúng họ nhận lưới lửa xuống, họ ra họ nói, mà người ta bảo thế này: ủa, mấy cái ông này là người dân quê ở Galilee. Dân quê đó, người ta nói chữ Galilee là dân quê, Galilee là miền Bắc đó, giống kiểu đồng chua nước mặn đó, mà sao họ lại nói tiếng của tôi? Không, các ông không nói tiếng của các họ đâu. Tiếng của họ là gì? Là lúc bây giờ các thánh tông đồ ra nói thì họ, người thì Parthi, người Medi, người Mesopotamia. Nếu anh chị em đếm ở trong công vụ tông đồ, kể cái số đó là 14 thứ tiếng, trong đó cả ngoại ngữ và cả các tiếng thổ âm. Ngoại ngữ giống tựa thế này. Bây giờ anh chị em biết, hiện nay trên thế giới, thế kỷ thứ 21 của chúng ta, ngoại ngữ là cái gì? Là tiếng Anh. Người ta nói chung mà tiếng Anh, cái tiếng Anh là cái tiếng giao dịch. Rồi thí dụ chẳng hạn đi chỗ nọ chỗ kia, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý. Rồi một khối là kinh doanh thì là tiếng Trung đó. Tiếng Trung tức là tiếng Hoa đó. Thế nhưng mà bây giờ ta hỏi tiếng Việt Nam, tiếng Việt Nam, quân Việt Nam mình nói, chứ ai mà học có tiếng Việt Nam, khó bỏ bố đi. Thế thì kể hết cả tiếng ngoại ngữ, kể cả tiếng gọi là tiếng thổ âm. Thế thì các thánh, những người ta nghe, người ta nghe bảo: ủa, mấy cái người này nói tiếng của tôi. Không, mấy ông không nói được giỏi như vậy đâu. Mấy ông không nói được 14 thứ tiếng vậy đâu. Khó lắm. Nhưng mấy ông cứ nói theo kiểu của các ông, bằng cái tiếng quê mùa của các ông. Nhưng Chúa Thánh Thần tác động trong lòng người nghe,
làm cho họ hiểu. Vì thế anh chị em, cái điều nó quan trọng là thế này, Chúa Thánh Thần làm này, là nói cái ngôn ngữ tôi nói thế này, nghe, nhưng mà nghe thì nghe, quan trọng là tôi tiếp thu được cái nội dung hay không thôi. Vì thế có đầy người nói nhưng mà nội dung chả có gì. Và anh chị em nhiều khi tôi nói bằng tiếng, anh chị em nghe đây, nhưng mà có một loại nói khác, không phải bằng tiếng, bằng cử điệu. Anh chị em có biết có những loại mà có ngôn ngữ dành cho người khiếm thính, khiếm thính tức là không có nghe được đó. Họ nhìn được múa thế này, mà mấy người khiếm thính họ hiểu hết. Ai đã thấy kiểu này giơ tay em xem ra nào. Đâu có cần nói, quan trọng là biết nội dung thôi à. Quan trọng là biết nội dung thôi, thế còn nói hay không nói quan trọng không có quan trọng. Thế Chúa Thánh Thần làm gì? Chúng tôi là những người khác nhau, 14 thứ tiếng, nhiều ở vùng khác nhau, nhưng mà họ nói, những cái người này nói tiếng Galilee chúng tôi hiểu. Không phải hiểu bằng cái cách nói, mà là hiểu cái nội dung muốn gì. Và đây chính là tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động trong lòng người nghe và làm cho người nghe đón nhận được sứ điệp của Ngài. Tôi lấy một bằng chứng này anh chị em, chẳng có nói xa đâu, trên quê hương đất Việt của chúng ta cách đây 300-400 năm, khi các thừa sai là người ngoại quốc từ châu Âu đến Việt Nam, chưa có học được tiếng Việt Nam, từ học tiếng Việt Nam đâu, đến Việt Nam bắt đầu mới học đó, chả có tự điển nữa. Cha Alexander Roth là cha Đắc Lộ đó, chính Ngài làm tự điển, là làm tự điển Việt Bồ La đó, cái cuốn tự điển đầu tiên bằng tiếng Việt. Thì trước khi Ngài làm thì làm gì mà học, có ai làm gì có tự điển đâu mà học, tự đến, tự học, tự làm hết. Không hiểu là Ngài nói làm sao, hay dân Việt nói như thế nào, hiểu, mà mọi người theo đạo, theo Chúa, hay chưa? Anh chị em trông thấy hay chưa? Chúa Thánh Thần làm. Vì vậy, tôi xin phép kết thúc ở hai điều này. Chúng ta là những người được Chúa Thánh Thần tác động, đang vẽ lên cái tác phẩm tuyệt vời của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta đúng đóng đúng vị trí ở cái trong tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Đừng có chạy đi chỗ khác. Tôi nói ví dụ vậy, cái tác phẩm một cái bức vẽ nó đẹp thế này, mình là cái điểm chấm ở cái chỗ này, người khác ở cái quệt ở chỗ kia, người khác lại dấu hỏi chỗ này. Thế thì bây giờ mình không chịu ở cái chỗ chấm này, mình chạy đời nó ra cái chỗ kia dấu hỏi, thì nó phá luôn cái tác phẩm liền. Do đó mình là cái chấm thì mình cứ là cái chấm, mình là cái gạch thì mình cứ là cái gạch, mình là cái dấu hỏi thì mình cứ là cái dấu hỏi, mình cái màu đỏ thì cứ là màu đỏ, mình là màu tím thì cứ là màu tím, mình là màu trắng cứ là màu trắng. Đừng ước ao ra cái khác thì nó sẽ phá đi cái tác phẩm. Vì vậy chúng ta xin Chúa cho chúng ta đóng đúng cái vị trí đó trong ơn Chúa Thánh Thần. Đây là tác phẩm của Chúa. Cái thứ hai nữa, mà muốn như vậy chúng ta cứ phải tái tạo và làm mới luôn luôn cuộc sống của chúng ta bằng cách là gì? Canh tân đời sống, để cái chỗ điểm của chúng ta đó nó không bị oxy hóa, nó không bị phai mờ, thì tác phẩm nó mới có giá trị tuyệt vời. Bằng cách chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn luôn canh tân đời sống của chúng ta trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để chúng ta đóng đúng cái vai trò trong cái tác phẩm là Hội Thánh, trong ơn của Chúa Thánh Thần là đấng đang xây dựng và đấng đang kiến tạo mầu nhiệm Hội Thánh hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu đứng Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.
anh chị em thân mến, Hội Thánh là công trình và là tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình tin tưởng vào quyền năng của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta đồng thanh tôn vinh. Chúa Thánh Thần là nguồn gốc sáng tạo muôn loài trong trời đất. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết tôn trọng vẻ đẹp của thế giới này, biết cùng nhau bảo vệ và làm chiến nở vũ trụ thế giới mỗi ngày nên xinh đẹp hơn. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con. Chúa Thánh Thần là đứng hàng hiện diện trong Hội Thánh để tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh luôn biết cầu xin, lắng nghe và theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ mạng mà Chúa Kitô ủy thác. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con. Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng các nhà lãnh đạo và bảo vệ những người đau khổ nghèo hèn. Chúng ta cầu xin cho công lý và hòa bình ngự trị trên thế giới và xin Chúa xoa tan mọi hận thù, chia rẽ và bất công đang sâu xé thế giới ngày nay. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cho Hội Thánh được tiếp tục chương trình cứu độ của Đức Kitô ở trần gian trong sức mạnh của Thánh Thần. Xin ban sức mạnh tình yêu của Chúa Thánh Thần cho chúng con, nhờ đó Chúa biến đổi chúng con và canh tân bộ mặt thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua hôm nay, Chúa rộng ban Thánh Thần cho những người Chúa nhận làm nghĩa tử nhờ kết hợp với con một Chúa. Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Chúa vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Chúc tụng đức ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần, Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đi. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyên rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rồng ban cho hội thánh những hồng ân cao cả là thánh thần và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thánh thần Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con và bánh bởi trời ban sinh lực, giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.